Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô Huy Trung. À, hôm nay thì em mới về một chiếc Jolly đời 2003 SS, bán đủ nha. Bán đủ zin luôn. Xe là biển 75 của Huế. Ai mua thì rút hồ sơ và công chứng vô tư. Giá em bán là 135 triệu bao vận chuyển, còn hồ sơ thì thêm em 3 triệu nữa. Đó. Xe được trang bị đồ chơi rất là nhiều. Đó. Khi em mua về thì nó trống không hết á. Em cái này là em mua dàn nó ba ga nóc xong rồi mà bệ để chân lên đồ chơi cũng nhiều. Đó, xi nhan còn gương thì tích hợp xi nhan và đèn sương mù, lốp còn khoảng 70 đến 80% hết. Có 40 đúc nguyên bản của xe. Gương chiếu hậu là tích hợp xi nhan và đèn sương mù. Xe thì đồng sơn còn khá là đẹp ha, sơn zin còn rất là nhiều, chỉ nẻ thì không mất một phân nào hết. Đó. Tem đồ còn nguyên hết, chỉ nẻ xe này không mất một phân nào hết. Dàn gầm thì xe này là bảo đảm chưa hề mục ha, em kiểm tra hết toàn bộ rồi, nâng gầm lên kiểm tra rồi chưa mục một chỗ nào hết. Gầm bệ còn rất là chắc chắn ha. Xe này gầm bệ bảo đảm 100% là rất là chắc chắn. Đó. Gầm còn rất là đẹp, gầm hầu như còn rất là ok, chưa mục mọc bao nhiêu hết. Đó, xe này là chỉ nẻo còn nguyên hết. Đó, bán đủ là đèn cột lốp treo ha. Đời 2003 nha, đèn cột lốp treo nguyên luôn, zin. Đó, Mitsubishi Jolly đời 2003 SS. Giá 135 triệu bao vận chuyển nha. Đó. Gạt mưa đồ đầy đủ hết. Đó, anh chị nào mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì hết á. Đó, lót sàn mới, ghế mới bọc lại luôn. Đó, máy móc thì khô ráo ổn định, chạy trăm cây thì mức tiêu thụ có con này thì như anh chị đã biết thì 100 cây của nó khoảng 8 đến 9 lít là đường trường, còn đường nội thành thì phải 11 lít. Đường nội thành đó nha, đường nội thành là mình đi chậm á, là phải 11 lít, còn đường trường mình ra đường trường mình đạp á, thì khoảng 8 đến 9 lít đó. Dòng Jolly thì nó vậy rồi, nhưng mà nó ăn xăng, nhưng mà nó đi nó cũng sướng chứ không phải là như máy dầu. Máy dầu đi nhiều khi nó hư, anh chị cũng rất là khó sửa. Máy dầu thì nó tiết kiệm đó, máy này, xe này 7 chỗ mà nó ăn vậy là đâu có hao lắm đâu. Đó, xe mọi thứ còn rất là ổn định ha. Gầm bệ vỏ mỏng nha, xe này vỏ còn rất là chắc chắn, chỉ nẻo không mất một phân nào hết. Đây, vỏ còn rất là mỏng đó. Đó, chỉ nẻo nè, chỉ nẻo cửa tấp bi đồ còn rất là rõ nha. Đây, xe này em bảo đảm 100% là chưa hề đâm đụng hay là ngập nước một bất cứ một thứ gì hết, chưa hề đâm đụng luôn, khẳng định luôn. Đó, chỉ nẻo của xe này còn nguyên hết, chưa mất một khúc nào hết. Đó, cánh cửa còn rất là sắc nét, còn rất là đẹp ha. Đó, bệ đá chân này, này với cái ba ga nóc ở trên là 5 triệu đó. Đó, bốn tổng năng hệ kính còn chỉnh được hết. Vô lăng là vô lăng 4 chấu bản đủ ha, gương kính chỉnh điện. Đó, xe này chạy được 253.000 km và 25 vạn zin. Đời 2003, số sàn bán đủ. Xe được trang bị một cái màn hình. Đó, màn hình phía sau. Đó. Âm thanh loa đài đầy đủ hết. Xe hai dàn lạnh. Đó. Xe còn khá là chất, chỉ nẻo cột kèo còn nguyên hết. Gầm bệ của nó em khẳng định là chưa hề mục. Đó, em đã kiểm tra hết toàn bộ rồi. Ơi, gầm hầu như còn mới tinh luôn. Đó, gầm hầu như mới tinh luôn. Đó, chưa hề mục nha. Đó, xe này là đó, mở cửa là led nó sáng nè, led trước led sau ha. Trần thì được trần nỉ nhưng mà được bọc ni lông rồi đó, ghế được bọc da lại rồi. Cửa này đóng rất là êm nha. Đó, cửa đóng rất êm. Cửa xe Jolly thường thường đóng cạch cạch nhưng mà cửa xe này đóng rất êm ha. Đó, tấp bi sau còn rất là đẹp, tấp bi tấp bốn tấp bi còn rất là đẹp. Chỉ nẻo của xe thì nó còn nguyên bản hết, chưa mất một khúc nào hết. Đây, chỉ nẻo của xe đây, cửa nó còn rất là nát nè, nó lót sàn mới luôn. Anh chị nào về chỉ việc đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì hết.
Đèn này, mở cửa là đèn đỏ. Ban đêm mở cửa đèn đỏ rất là sáng ha. Cứ tại đi Tây, xe du ly thì form nó rộng, đi 7 người, 8 người vô tư. Nhưng mà trong kiểm định thì nó cho 8 người. Đó, mình có thể đi 8 người mà không sợ bị công an phạt ha. Đó, 8 người hoặc 9 người cũng được. Đó, dòng vô ly này thì nó được 8 chỗ. Đó, mọi thứ trong xe còn rất rộng rãi, thoải mái, còn rất là đẹp. Anh chị em nào mua về chạy dịch vụ thì quá ok rồi. Xe này chạy dịch vụ giá vừa vừa rẻ mà cho người ta cày thoải mái. Đó. Chứ tội gì mà mua Innova đồ máy nó cũng bằng con này à. Xăng nó cũng ăn bằng con này. Mà giá nó lại cao hơn thì mua con này cũng sướng hơn đúng không? Jolly của Nhật Bản đó, nhập nguyên chiếc Nhật Bản luôn đó. Cửa nẻo đóng êm ru đó, đóng rất êm ha. Gầm bệ em khẳng định một câu là chưa hề mục nha, gầm bệ chưa mục nha, em đã kiểm tra hết rồi, chưa mục. Lốp khoảng còn 7 đến 80% á, đây không đúc nguyên bản của xe luôn. Jolly đời 2003, 135 triệu bao vận chuyển nha. Còn hồ sơ biển 75 Huế, anh chị nào muốn rút hoặc công chứng thì thêm em 3 triệu nữa thôi. Đó, xe được lên ba ga nóc, bệ bước chân, ốp đèn sau, vân vân. Cái hộp này mua mới luôn nè. Lốp treo không? Bản đủ là lốp treo, còn bản thiếu là thì lốp gầm. Đó. Xe phía sau mình thì mình để được hai cái ba lê, ba lô, ba lê gì đó. Xe này gặp lại ghế là chở hàng cũng được đó. Gặp thử cho bà con xem ha. Mình gặp về mình chở hàng, không là mình gặp lên nữa, còn gặp lên được nữa đó, gặp lại vô tư hết. Xe này gặp là ghế là chở hàng vô tư, rộng rãi thoải mái. Đó, mở cốp sau mà đèn nó vẫn đỏ nè, là chiếc đồ nó còn nguyên hết. Xe này mà chạy mới có 25 vạn thôi, nên cột kèo chỉ nẻo rồi hai bên nó còn nguyên hết. Hay chỉ sau nè, đây là chỉ nguyên bản nha. Đây, chỉ nguyên bản hết. Cột kèo của xe nó còn toàn bộ, nó còn nguyên bản hết. Xe này chưa hề đâm đụng nè. Hai cái vết bấm của nhà sản xuất còn đây. Một vết, hai vết, bên này cũng vậy. Hai cái vết bấm của nhà sản xuất, ba vết, nó còn nguyên si hết. Xe này chưa hề đâm đụng hay là ngập nước gì hết. Anh chị em nào mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết. Biển 75 của Huế nha. Ai cần rút hồ sơ thêm em 3 triệu nữa, hoặc là công chứng. Giá em bán là 135 triệu qua vận chuyển. Nhưng em quay kỹ cho những anh chị ở xa xem. Đó, xe còn rất là chất, gầm bệ máy móc ok hết, không phải làm bất cứ thứ gì thêm hết. Máy móc em ru, máy lạnh thì cực kỳ sâu ha. Máy lạnh già rồi đó. Số máy đằng sau nè, anh chị nào về cà số máy đây. Không, số khung chứ, nó lộn. Số khung để nằm đây. Về cà mong đúc nguyên bản của xe, bệ bước chân. Cái da này em bọc mới này nha. Anh chị nào mua về chạy dịch vụ hay là đi thì vô tư, xe này còn rất là chất. Đó. Xe này đi chạy về dịch vụ thì 5-2 năm nữa không vấn đề gì. Đó. Khám thì còn đến tháng 3 2019 thì phải, đúng không? Đó. Cửa đóng rất êm. Xe này con này cửa đóng rất êm. Em mua con Jolly nhiều rồi nhưng mà con này cửa đóng rất êm. Đó. Cửa đóng em ru. Cửa đóng em ru là lề nó còn ngon đó. Lề nó còn rất là tốt, lề nó còn rất là được. Nên cửa nó đóng êm. Chứ nhiều xe lề nó hư hết rồi, đóng nó kêu lắm. Kêu cửa rất là to. Đó, da cái da là em bọc lại hết rồi. Tắp bi đây. Tắp bi. Đó. Âm thanh loa đài đầy đủ hết. Đó. Âm thanh xe này nghe rất là hay ha. Không loa bình thường thôi nhưng mà nghe rất là hay. Gầm bệ máy móc còn nguyên hết. Anh chị nào cần thì mua, anh gì cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Quảng Nam ha. Đó. Xem xe tại Đại Lộc Quảng Nam. Và những anh chị ở xa thì liên hệ để em tư vấn cách thức mua xe và vận chuyển, cách thức giao dịch ha. Giá 135 triệu là em bao vận chuyển toàn quốc từ Bắc vô Nam. Đó. Xe gầm bệ máy móc sơn còn rất là đẹp ha. Sơn rin còn rất là nhiều. Sơn rin xe này còn nhiều. Đó. Giờ em lên nổ máy anh chị xem thử ha.
máy nổ rất êm. Âm thanh loa đài đầy đủ. Xe này nó có màn hình ở trên trần là không cần cái màn hình ở, người ta không có lắp màn hình ở đây. Thì anh chị nào về thì muốn thì lắp màn hình ở đây, khoảng em bán theo người ta bán thì đầu xịn á thì khoảng 2 triệu, còn đầu vừa vừa thì khoảng triệu, triệu rưỡi đến triệu 8. Số rất là nhẹ nhàng ha. Xe vô ly thì số rất nhẹ. Số rất nhẹ. Đó, âm thanh này nghe rất là hay. Nghe rất là trong nha, cái tiếng nó rất là trong. Đó, em chỉ cho anh chị nghe được xíu thôi, bởi vì nếu như nghe nhiều thì bản quyền YouTube mới bắt buộc phải xóa video nên không thể. Vậy nghe bài là đủ rồi ha. Đó, còn âm thanh thì em nói rất là hay. Đó, gương kính xuống rất là nhẹ nhàng ha. Đó, gương chiếu hậu chỉnh đây. Đó, gương chiếu hậu chỉnh còn khá ok, gương xuống còn rất là nhẹ nhàng. Đó, âm thanh nghe rất là hay. Xe này là hai dàn điều hòa, hai dàn lạnh. Đó, con số đồ nó có một cái hộp để tay, hộp để kệ tay và để đồ ở đây. Đó, gạch bảng số. Đó, cái hộp để đồ. Xe này nói chung mọi thứ còn nguyên bản hết. Anh chị em nào mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một cái thứ gì thêm hết. Giờ máy với anh chị xem ha. Đó, đây. Đây là mà cái đèn xi nhan nè, ban đêm nó rất là sáng ha. Ban đêm á, em sẽ có cái clip ban đêm và sau cái này em sẽ có cái clip về ban đêm, đêm rất là sáng. Đèn sương mù tích hợp xi nhan ha. Đèn ban đêm rất là sáng ha. Đó, đèn ban đêm rất là sáng ha. Đèn nội thất. Nội thất là chơi, nội thất là trang bị hai led hết, led trước led sau luôn đó. Nội thất màu cam rất đẹp ha. Đó, còn phía trước đây nó có đèn sương mù tích hợp xi nhan nha. Đó, sương mù tích hợp xi nhan. Đó, bên kia cũng vậy ha. Sương mù tích hợp xi nhan. Đó, đèn là mi rất là sáng này. Đó, đèn xi nhan xe còn rất là chất ha. Đèn còn rất đẹp, đèn ban đêm rất sáng ha. Đó, pha rất là sáng ha. Đi ban đêm không sợ tối. Đó. Đó, máy nổ còn rất là êm nha, máy nổ cực kỳ êm luôn. Đó, máy nổ còn rất là êm. Xe này là bảo đảm chưa hề đông đụng hay là ngập nước nha. Đây, hai cột của em này nó còn nguyên hết nè. Đây, cột kèo xe chỉ nẻo còn nguyên hết. Phía trong đây nè, nó còn nguyên xi hết. Xe này em khẳng định một điều là chưa hề đông đụng hay là ngập nước gì hết. Bởi vì là xe này em mua của chính chủ đi ha. Đó, phía R nè. Đây, những cái số mà số của người ta đục ở em đây là để nè. Đó, nếu như mà đâm đụng rồi nó mất cái số này rồi, nó không còn đâu, đục lại không bao giờ được. Đó, chỉ nẻo nè, đây, những cái vết bấm của nhà sản xuất nè, còn nguyên hết. Những cái vết bấm của nhà sản xuất nó còn nguyên hết trên cái cột này. Nếu như mà đâm đụng rồi thì nó đã mất rồi. L nè, bên kia là L, bên này là L ha. Đây, cột kèo hai bên nó còn nguyên xi hết. Đó,
Xe này em khẳng định một điều là chưa hề đồng đụng hay là ngập nước gì hết nha. Đó, đó, cái trong đây nè, khẳng định một điều là chưa hề đồng đụng hay là ngập nước luôn. Máy khô rang, không miếng nhớt, miếng dầu gì hết. Đó, đó, nắp capo còn rất là đẹp không? Nắp capo còn rất là đẹp. Anh chị em nào mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết ha. Đó, xe máy nổ cũng khá là êm ha. Anh chị em nào mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì hết á. Xe này ban đêm rất là đẹp ha. Đó, đồng sơn rồi mọi thứ còn nguyên bản hết. Đó, anh chị em nào cần liên hệ số điện thoại 0905 356 663. Xe này mua về đi hoặc là chạy dịch vụ vô tư nha. Sơn còn rất là đẹp, gầm bệ máy móc còn rất là chắc. Đó, cột kèo chỉ nẻo còn nguyên hết, không mất một phân nữa hết. Âm thanh loa đài đầy đủ. Đó, gầm nè, em quay gầm sâu cho anh chị xem ha. Nó chưa hề mục đâu. Đó, gầm nè, còn mới tinh luôn. Đó, cái gầm nè, nó còn mới tinh luôn, nó chưa hề mục hay là bị rác rỉ gì hết. Đây, đó, gầm bệ đâu còn mới can hết. Anh chị em mà mua về sử dụng đi rất yên tâm ha. Dòng vô ly của Nhật Bản này nó rất là bền, bền như ngang ngửa Toyota luôn ha. Đây, bây giờ nó xây cột giữ nó còn nguyên hết nè. Đó, anh chị em đang mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết. Đó, sơn rất là bóng bẩy, sơn zin còn rất là nhiều. Đó, khám đến tháng 3 2019, anh chị em mà mua về chỉ đi ngay thôi. Đó, giá em bán là 135 triệu bao vận chuyển nha, còn rút hồ sơ thêm em 3 triệu nữa thôi là em sẽ rút qua tên anh chị luôn. Anh chị về nhập tỉnh thành anh chị đang ở là ra biển số thôi. Đó, xe còn rất là đẹp ha. Anh chị nào kết thì nhanh tay liên hệ, chứ không mất xe thì uổng. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh hoặc like hoặc share để ủng hộ em nhiều hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Rồi.